Nhiều cách làm, có nhiều hoạt động, nó có hoạt động theo cái cách giá này.
Thì tao nói gì nào mới qua tới đây thích gì ăn má đi. Khi nào tới thì kia cái đang đi Bình Phước à? Dạ. Công trình này còn xử lý số hồ sơ, còn xử lý số hồ sơ. Công trình làm rồi còn làm hồ sơ dạ. Đấy con trong nhà nó bệnh bệnh gì nhất nhập viện mà không ai nên cái mẹ thích buổi em đi nó về được sao điện đấy thì cũng được. Cái này lan rồi chị ạ. Cũng như bị say nghe nó tầm nhiều. Đâu có lan là trên mấy trên núi mà. Như này dễ trồng. Yếu mà sống ở dưới đây dưới Cà Mau nãy nguyên cái sinh khu vực đi lắm đó là đường lại không mấy em là thì cái đó có quý tá gì không anh, bên anh có quý tá gì không hay là chỉ gửi đơn đi nói nó thì anh làm chưa hoặc là sao
Và cái đơn anh nói là anh cứ làm cũng anh rồi đó. Anh gửi có đúng không thưa ạ? Anh có file không anh nhìn nhau hay cả anh coi trước đấy. Không có kèm hả? Dạ thì chắc ngày mai cũng tới. Cái đây này. Mọi hôm anh có làm cái văn bản gửi đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm ấy, thì chỗ cái cả cái hàng lưu cống cao su của cao su Thọ Sơn đấy, cao su Thọ Sơn mà gửi đăng ký tính đăng ký từ năm 2018 nhưng tôi cũng chưa chuyển qua 2016 đúng không? Cảm ơn những cái điều mình không nói là cuối năm 2015 gần đó tính là gần đó tính học kịp để giải phóng năm 2015 nhưng mà không được đấy, từ khi bây giờ có hai ngày được sáu ký gia đình biết được anh tìm được cái đó nó thua đấy. Có nhá, gửi mail còn già thắng bình đúng không? Về quê chưa vô nè lâu quá không gọi điện lại ở quê thì nghe nói chưa không nghe không qua đây thì là tôi bảo nhân đây.